nhà. Sắp đến ngày vía ngài Quán Thế Âm, mình có vẽ một bức tranh về ngài. Mình cực kỳ yêu thích ngài nên là cũng nghiên cứu rất là kỹ gương mặt của ngài để vẽ. Thường thì các ngài hay có đôi mắt dài, mí rất là rõ và có hốc mắt rất sâu. Nên là những phần hốc mắt thì mình sẽ tô xám lại, tối lại. Còn những cái phần phồng ra, lồi ra thì mình sẽ để tạo cái độ bóng giống như ánh sáng nó chiếu vào. Hôm nay thì mình chọn tô môi cho ngài màu hồng cam và có thêm tí xí muội là lấy cái màu đỏ cam ở tô vào lòng trong bên trong môi, nhìn cho nó có độ sâu. Môi của ngài như thế này là các chị em bây giờ chắc phải tốn ối tiền tim filler rồi may ra mới được cái môi như thế này cả nhà nhỉ. Môi của các ngài thì luôn luôn là hình trái tim và nó rất là đầy đặn. Đặc biệt là phần nhân trung ở trên thì rất là sâu. Nên là khi mình vẽ thì cái khóe miệng nó cũng phải vếch lên giống như kiểu các ngài đang cười mỉm ạ. Thì đấy chính là những cái đặc điểm mà khi mà vẽ môi các ngài. Cằm của các ngài thì thường gọi là cằm quả thị, tức là cái phồng phần ở giữa nó phồng tròn lên như quả thị ấy, và thường là có hai cằm. Và như mình người thế gian của mình thì hay gọi là nọng cằm ấy, thì mình sẽ thấy rằng là mình thì không thích nọng cằm, nhưng mà thực ra là các tượng Phật Bồ Tát các ngài nào cũng có cái nọng cằm như vậy. Và cái cằm này nó diễn tả một cái sự phúc hậu vô cùng của các ngài, trong mặt rất là phúc hậu và đầy đặn tròn đầy. Tiếp theo đến phần má thì mình sẽ tô lan màu hồng từ trên gần mắt xuống dưới má. Nó giống như cái việc má đang ửng hồng ấy, khi mà trời nóng má nó ửng hồng lên ấy, chứ nó không giống với cái việc đánh má theo kiểu trang điểm. Sau đây mời cả nhà xem lại toàn bộ quá trình mình tô màu từ đầu đến cuối nhé. Thực ra cái hồi mình còn là sinh viên ấy, mình chả học hành gì mấy đâu. Mình toàn vác cốp đi trang điểm cô dâu để kiếm tiền thôi. Cho nên là cũng có một chút những cái kinh nghiệm về việc tạo khối, tạo hình ở trên gương mặt. Nên khi vẽ các ngài giống như trang điểm ấy rất là thích. Cho nên là chính ra mình thông thạo một cái việc gì đấy nó cũng đều có ích cả chứ không phải là không. Mặc dù hồi đó thì học cũng không phải là thực sự giỏi, học dốt là đằng khác ấy. Thế nhưng mà lại trang điểm lại rất là đẹp. Là các bạn cũng hay nhờ trang điểm. Thế bây giờ mình ứng dụng cái kỹ thuật trang điểm và vẽ mặt của các ngài rất là thích. Ngày xưa mình cũng hay vẽ linh tinh lắm, nhưng mà bây giờ thì chỉ dành thời gian để mà vẽ các vị Phật và Bồ Tát thôi. Đặc biệt là mình thích nhất là vẽ ngài Quán Thế Âm bởi vì ngài xinh, ngài đẹp mà mình thì rất là thích đẹp. Cho nên là mình hay vẽ ngài nhiều nhất, sau đó thì đến các vị Phật khác. Xong người này, mình vẽ xong người này. Sắc mô đi số hàng.